có một cái vai trò. Và như vậy thì mình sẽ có một số phần. Thứ nhất, rút cái gì ha, nghe nhanh là mình nghĩ. Cái tiền căn mỗi lấy thai và nhau tiền đạo là hai cái yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của nhau cài đặt năng lượng. Và cái chữ người ta dùng là placenta accreta spectrum, tức là nó là một phổ bệnh chứ không phải là một bệnh. Và nhắc lại là có hai cái yếu tố nguy cơ: tiền căn mổ lấy thai và cái hai là nhau tiền đạo. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng là cái nhau tiền đạo làm gia tăng nguy cơ rõ rệt cái nhau cài đặt lược. Tức là người ta không có mổ lấy thai mà chỉ có nhau tiền đạo không, nó cũng đã là gia tăng nguy cơ nhau cài đặt lược rồi. Cái tiền căn mổ lấy thai một lần thì cái nguy cơ nhau cài đặt lược là 24%, nhưng mà mổ ba lần thì lên đến 64%. Như vậy thai phụ có tiền căn mổ lấy thai cộng trừ cái nhau cài răng lược cần phải đánh giá khả năng cái bị nhau cài răng lược. Đó, người ta thấy một cái thống kê, người ta thấy rằng là nếu mà chỉ có sanh một lần hai lần cái previa này đó thì cái nguy cơ nó sẽ gia tăng vừa previa, tức là vừa nhau tiền đạo vừa có mổ bắt con. Các anh chị thấy rằng là một lần, hai lần, mổ bắt con ba lần mà nhau tiền đạo trở lên 40%, 4-5 lần lên 60-mấy%, 6 lần lên 67%. Tức là hai cái kết hợp lại, càng nhiều lần mổ bắt con thì nguy cơ càng cao. Thì cái chảy máu chu sinh có thể không kiểm soát được dẫn tới tử vong người mẹ là 7%. Như vậy là cái quan trọng nhất của cái nhà chẩn đoán hình ảnh là phải chẩn đoán được trước khi người mẹ chuyển dạ. Còn nếu mà để xảy ra chuyện dạ thì nhiều khi không cứu được người mẹ. Và cái siêu âm là cái phương tiện chẩn đoán được lựa chọn đầu tiên khi người ta chẩn đoán nhau cài đặt lược. Ngoài ra người ta cũng dùng cộng hưởng từ. Thì nó có một cái yếu tố phụ, tức là khi mình làm Doppler ở sản phụ khoa đó, ở quý 3 thì cái min PI của động mạch tử cung thấp hơn hẳn ở những trường hợp nhau cài đặt lược so với cái nhau tiền đạo đơn độc. Đó, tức là đây là cũng là một cái dấu hiệu phụ đó, để mình chẩn đoán. Thì như vậy là nó là một phổ bệnh, cho nên mình sẽ coi. Đây là trường hợp bình thường, cái bánh nhau nó bám vô cái tử cung đây. Đó, nó vẫn có một cái lớp gọi là lớp đệm ngăn cách đó, vàng vàng đây. Đó. Và accreta tức là nó bắt đầu nó mất cái lớp đệm đó. Và increta tức là nó xâm lấn vô cơ, và percreta thì nó là ăn vô cái thanh mạc tử cung luôn, tức là nó lấn vô bàng quang luôn. Như vậy thì nó gồm có accreta, increta và percreta. Đó. Như vậy nó là một phổ bệnh chứ không phải một bệnh, thấy không? Thì đây là trường hợp mà các anh chị thấy rằng là nó bị percreta, nó ăn vô trong cái bằng qua thành bằng quang luôn đó. Và như vậy thì thường người ta vẽ cái hình là nó có cái tiền căn mổ lấy thai trước, và đây là những cái lacun, thấy không? Thì ở quý 3 đó 75% là accreta. Như vậy là accreta là gặp nhiều nhất, tiếp đến với increta là gần 20% và percreta nó dưới 10%. Rồi, như vậy thì các anh chị thấy rằng là bình thường nó có cái lớp đệm đây, và bắt đầu nó xâm lấn vô là mất lớp đệm, rồi nó ăn vô cơ và nó ăn qua cơ. Thì cái lời khuyên là khi mình làm quý 1, siêu âm quý 1, quý 2, quý 3 đó, cả 3 quý luôn, là mình lên làm siêu âm qua ngã âm đạo để đánh giá mấy cái. Thứ nhất là nhau tiền đạo, thứ hai là cuốn rốn tiền đạo, thứ ba là nhau cài răng lược, và thứ tư là hở eo cổ tử cung. Đánh giá nhiều cái lắm. Cái gì thấy đây, mình đặt đồ dò qua âm đạo, đây là cái cổ tử cung, đây cái lỗ ngoài, đây là cái lỗ trong của tử cung. Cái gì thấy rằng là lỗ trong nó đóng kín, cái bánh nhau nó bám nhau tiền đạo trung tâm bán phần, tức là nó phủ qua cái lỗ trong luôn, đấy chưa? Và nó không có bị hở eo. Và mình sẽ đo cái chiều dài kênh cổ này, thường là nó là 3 cm chiều dài. Nó có một yếu tố mà nó liên quan đến cái chuyện mổ lấy thai, tức là những cái thai là chỗ ở sẹo mổ lấy thai có nguy cơ bị nhau cài răng lược hay không. Đó, thì mình sẽ coi.
Đây là một trường hợp một cái thai phụ đã hai lần mổ lấy thai và cái sẹo mổ rất là tốt, nó không có khuyết, tức là gọi là nonis. Tức là trường hợp này nếu mà nhau mà nó bám lại cái vị trí này thì cũng ít cái nguy cơ bị nhau cài răng lược hơn là cái trường hợp này. Trường hợp này các anh chị thấy rằng là sau khi người ta mổ lấy thai rồi bây giờ nó làm một cái khuyết ở trong cơ như thế này, đúng không? Thì cái trường hợp này nguy cơ rất là cao của nhau cài răng lược. Rồi. Như vậy thì thứ nhất là nó gọi, người ta dùng cái từ là thai lạc chỗ, bởi vì vấn đề chúng ta phải chẩn đoán ngay từ quý 1 chứ không phải đợi đến quý 3. Thai lạc chỗ sẹo mổ lấy thai thì túi thai làm tổn ngay sẹo mổ lấy thai, nó dầu tới máu quanh túi thai. Và khi mà chẩn đoán như vậy thì mình sẽ đè ép cái đầu dò vào trong túi thai luôn, tức là cái sliding organ size nó âm tính. Tức là nếu mà một cái sảy thai đang tiến triển thì khi mình đè cái đầu dò vô thì cái thai nó đi ra ngoài luôn. Cái gì hình dung ra không? Còn nếu mà nó bám ngay cái kênh cổ thì mình ấn đầu dò vô nó sẽ không có đi. Rồi cái nữa là người ta dùng cái khái niệm on scare, on the scare, tức là cái trên sẹo, tức là bánh nhau nó phát triển vào lòng tử cung và cái lớp cơ tử cung nó dày trên 4mm trong siêu âm quý 1, và in the niche, tức là trong hốc. Thì on scare tức là cái hình đầu tiên tôi có, tức là người ta có hai cái sẹo, hai vết sẹo nhưng mà nó liền tốt, thì những cái thai nó bám trên đó thì thường như vậy. Còn in the niche là cái trường hợp sau, nó có cái khuyết trong hốc thì cái bánh nhau phát triển sâu vào sẹo mổ và cái tiêu chuẩn là dưới 2mm cái cơ tử cung ở đoạn đó trong siêu âm quý 1. Thì với cái thai phụ on the scare thì có dư hậu thay đổi, ngược lại thai phụ in the niche thì đều phải cắt bỏ tử cung do cái nhau tiền đạo lúc sinh. Đó, thì bây giờ mình coi cái hình ảnh thứ nhất. Các chị thấy là đây là siêu âm qua ngã âm đạo và đây là cái lòng tử cung và đây cái sẹo mổ và cái thai nó làm tổ ở đây, thấy không? Và các chị thấy rằng là khi mà cái thai làm tổ như vậy đó thì cái cơ tử cung còn lại nó rất là mỏng và như vậy thì nó dầu tới máu quanh cái túi thai. Thì đây là cái trường hợp nguy cơ. Thì khi mình thấy như vậy á thì mình phải luôn luôn ấn cái đầu dò vô, vì nếu mà một cái sảy thai đang tiến triển thì mình ấn vô là nó tuột ra luôn đó. Còn trường hợp này thì với cái trường hợp này mình ấn vô thì nó do nó bám chắc ở chỗ đó cho nên nó không có bung ra được đâu. Các chị đừng có sợ ấn vô người ta sảy thai. Rồi. Ở đây là một trường hợp nó 12 tuần, nó bám vô cái sẹo mổ và đến 24 tuần nó rất là dầu tới máu và nó có những cái lacun đây, tức là những cái hốc, những cái lacun là những cái khuyết ha. Tí là mình sẽ bàn về cái chuyện đó. Và đến 27 tuần thì nó trở nên nặng hơn. Đây là một trường hợp nó điển hình. Thì một là cái nguy cơ cao hơn bị placenta percreta. Cốt một tức là cái trường hợp này nè, tức là nó là in the niche, tức là đây là cái sẹo và cái thai nó làm tổ sâu ở trong đó thì nguy cơ cao bị percreta. Còn những cái trường hợp khác là ít nguy cơ. Đó, cái gì thấy cái sẹo đây mà nằm phía ngoài này thì nó ít bị nguy cơ hơn. Thì đó là một cái khái niệm nhưng sau này người ta không dùng nữa, mà người ta thích dùng cái khái niệm on the scare. Thì đây là một trường hợp sẹo và nó liền khá là tốt. Đó, và sau khi cái thai làm tổ này thì người ta đo bề dày cơ tử cung này nó trên 4. Thì như vậy là cái này on the scare tức là dự hậu khá tốt, không có quá nguy hiểm. Còn trường hợp này thì nó là một cái hốc cho nên là thai nó bám vào đây thì mình đo cái chiều dài cơ này dưới 2mm thì cái này nguy cơ cao của nhau cài răng lược. Đó, đây là một cái trường hợp mà đã hai lần mổ bắt con và như vậy thì người ta đo cái bề dài cơ này đến 7.5mm. Đó, và cái này luôn luôn phải đẻ ép đầu dò coi cái thai nó có tuột ra không, đúng không? Đó, thì đây là một trường hợp on the scare, tức là trên sẹo, tức là nguy cơ thấp của nhau cài răng lược. Còn cái trường hợp này thì cái gì là nó cũng là on the scale, mặc dù nó có hơi lõm vào đây nhưng cái cơ này là người ta đo nó vẫn trên 2,
Đó. Thì đến tuần 14, tuần 22, rồi đến tuần 28, thì lúc đó thì nên nhớ rằng cái bánh nhau á, là lúc đầu khởi đầu nó có bám hơi thấp, nhưng mà sau đó nó có thể tuột lên trên. Cái này nó không có phủ hoàn toàn lỗ trong cổ tử cung. Thì đến 28 tuần thì cái bánh nhau nó di chuyển lên trên rồi, nó không có còn ở ngay cái sẹo nữa. Và sau đó thì đến 32 tuần, đây cái sẹo đây, à, bánh nhau nó lên trên hẳn, đây cái đầu thai nhi, và không có dấu hiệu của nhau cài răng lược. À. Rồi, đây là một trường hợp in the nid, tức là trong hốc. Nó làm ngay hốc như vậy, thì cái gì thấy rằng là mình phải đo cái cơ ở đây này, nó dưới 2mm, thì như vậy là nguy cơ thấp. Như vậy đây là trường hợp in the nid, tức là trong hốc. Đó, thì cái thai nó bám như này phải đo cái lớp cơ. Như vậy là quan trọng nhất là bạn phải đo lớp cơ nha. Trường hợp này cái gì thấy rằng là cái bánh nhau nó bám vô, nó hồi âm dày đây nè, và cái cơ này nó còn khoảng 1mm à, thì cái này nguy cơ rất là cao nhau cài răng lược ở trong quý. Đây là 9 tuần in the nid, tức là ở trong hốc. Rồi, và quý 2 là bắt đầu có những cái dấu hiệu của nhau cài răng lược. Rồi, bây giờ về siêu âm chẩn đoán nhau cài răng lược thì nó như thế nào? Thì đây là một cái bảng, bây giờ tôi dịch ra tiếng Việt, đúng không? Thì tôi sắp xếp lại cái thứ tự, cho nên nó không có đúng nguyên bản của nó, bởi vì nó có ý đồ của nó. Thì mình sẽ coi 7 cái dấu hiệu này. Đầu tiên là load of clear zone, tức là mình mất cái vùng gọi là, thì gọi là mình mất hoặc không đều đường hồi âm kém giữa cơ tử cung và bánh nhau. Thì đây là bánh nhau nó bám bình thường, và cơ tử cung thì cái này chính là cái đường hồi âm dài. Đó, đó chính là cái màng rụng đáy. Màng rụng đáy nó tạo thành cái màng đệm giữa cái bánh nhau và cơ tử cung. Thì trên siêu âm á, là cái đường hồi âm kém này, nó gọi là clear zone. Rồi, thì cái này nó còn clear zone, và cái này là không còn cái clear zone. Đó, đó là dấu hiệu thứ nhất. Các nhìn thấy rằng là đây nó có clear zone, và đây là bánh nhau, đây là cái cơ thành trước tử cung, nó không còn clear zone nữa. Rồi, cái này không còn clear zone, và chỗ này là bánh nhau nó lấn vào trong cơ đây. Cái này thai 12 tuần. Rồi, bây giờ mình hợp giữa thành bụng và âm đạo với bàng quang có nhất tiểu nhưng không nhiều. Cái này trước đây tôi không có để ý, nhưng mà sau này thì sau khi làm một số trường hợp thì tôi thấy này rất quan trọng. Cho nên là cái gì, vấn đề là nếu mà mình làm qua ngã thành bụng mà không có nước tiểu là không được, mà làm qua ngã âm đạo mà nhiều nước tiểu cũng không xong. Cho nên mình có nước tiểu nhưng không nhiều, khoảng chừng 300, tối đa là 500ml thôi, và không có để ép đầu giò. Thì cái là giữa cái chuyện mà không để ép và đè ép nó khác nhau. Cái gì thấy đây, mình thấy một cái hồi âm kém đây, nhưng mà khi mình đè ép đầu giò là nó mất cái hồi âm kém đi. Cho nên rằng là mình để nhẹ cái đầu giò trên thành bụng thôi, nước tiểu. Cái thứ hai, giữa cái bàng quang có nước tiểu và không có nước tiểu nó khác nhau. Cái gì thấy rằng là có nước tiểu trong bàng quang, bạn thấy được cái clear zone. Rồi có nước tiểu nhưng mà bạn đè ép đầu giò, nó mất clear zone. Và cái này bàng quang không có nước tiểu, bạn không nhận định được. Cho nên về kỹ thuật bạn hết sức lưu ý. Rồi, cái dấu hiệu nữa là mình đè ép nhẹ đầu giò và thả ra nhanh, thì nó gọi là, cái này nó gọi là dấu hiệu chia tách. Tức là bạn nhìn từ đây là cơ tử cung, và để khi để nhẹ đầu giò mình thấy một cái đường hồi âm kém. Khi mình nhìn là gần là nó có sự chia tách giữa cái bánh nhau, cái cơ tử cung đó, và người ta khuyến cáo rằng là thể tích bàng quang khoảng 300 gram, dùng đầu giò qua ngã thành bụng và đè ép nhẹ và nhanh. Đó, cái này gọi là positive, tức là chia tách bình thường, tức là nó không bị nhau cài răng lược. Rồi, đây là cái hình ảnh người ta ghi lại các pha của nó. Đó, thì cái gì khi mà thả ra đó là đây nè, mình thấy được cái đường hồi âm kém, đường hồi âm kém. Còn lúc mà đè xuống thì nó mất đi. Rồi, còn cái này là negative, tức là cái chỗ này là có hồi âm kém, chỗ này có mà cái chỗ này nó không nè. Và khi đè ép là nó không có sự chia tách. Đó, thì nếu mà không có sự chia tách, tức là chỗ đó nó bị dính.
tức là chỗ đó nó bị increta hoặc accreta hoặc increta nó dính vô. Rồi ngoài ra thì bây giờ cái đầu dò 3D cũng rất là lợi hại. Cái này là đầu dò 3D thì mình sẽ thấy cái clear zone trong trường hợp này nó gọi là tramline, tức là hai cái đường song song như thế này, không, nó gọi là đường tàu điện. Cái gì thấy bình thường nó là như vậy. Còn cái chỗ này á, một cái đường ray của nó bị đứt đoạn đó, thì cái này nó gọi bắt đầu là mất cái clear zone. Đây nè, chỗ này đường ray nó bị đứt đoạn, cái đường này bình thường, cái đường ray này nó bị đứt đoạn, chỗ này bị đứt đoạn, đúng không? Thì như vậy là cái 3D nó giúp mình nhận định rõ cái clear zone hơn. Rồi đó, cái gì thấy người ta dùng siêu âm vi mạch nào trên cái này nữa, người ta thấy mất cái clear zone đó trên cái trắng đen và trên cái 3D. Như vậy thì mất đường hồi âm kém với bên nhau, tóm lại là mình yêu cầu mấy cái gì? Thứ nhất là bàng quang phải có nước tiểu nhưng không nhiều, 300 đến 500 thôi. Cái thứ hai là không đè ép mạnh đầu dò, vì đè mạnh là mình mất cái clear zone. Cái thứ ba là mình dùng đánh dấu cái dấu hiệu chia tách, là mình đè ép nhẹ nhưng mà nhanh để đánh giá cái dấu hiệu đó. Cái thứ tư là mình làm qua đường bụng và đường âm đạo. Và cái thứ năm là mình dùng thêm cái siêu âm 3D để mình thấy được cái clear zone này. Rồi tôi qua cái thứ hai là nó mỏng cơ tử cung. Thì cái mỏng vùng cơ phủ trên bánh nhau dưới 1mm hoặc không thấy lớp cơ, thì cái vùng cơ tử cung bình thường thì cái gì thấy rằng là nó có, và đây trường hợp này là nó không có luôn. Cái gì thấy rằng là đây là cái bánh nhau nó xâm lấn ra tận đây, đúng không? Nó mỏng và nó mất luôn cái clear zone. Đó, cái gì thấy rằng là cái chỗ này là cái chỗ nó mỏng lớp cơ. Rồi chỗ này thì mình thấy rằng là cái bánh nhau nó xâm lấn vào trong cơ cho nên nó không có đều nữa. Đó. Rồi. Và cái chỗ này thì là cái bánh nhau nó lồi vào trong lòng, đây là cái bàng quang, nó lồi vào trong lòng, tức là ăn lủng luôn cái bàng quang rồi. Những trường hợp đó thì thường người ta thai phụ sẽ tiểu ra máu. Rồi dấu hiệu thứ ba là lồi bánh nhau và phồng thanh mạc. Thì cái gì thấy rằng là một trong những cái dấu hiệu kín đáo để nhận biết lồi bánh nhau á, là cái bề dày bánh nhau nó không đều. Chỗ này nó là 1 thì cái này nó là khoảng 1.2, 1.5 vậy đó. Đó, nó đẩy phồng lên. Đó, hoặc là nó lồi khu trú như thế này. Bình thường là nó như thế này, nó vùng đều lên, còn cái này nó lồi khu trú. Đó. Hoặc là bình thường như này thì chỗ này nó lồi khu trú. Đây là ảnh siêu âm và đây là hình ảnh cộng hưởng từ. Rồi. Cái cơ tử cung mỏng nó còn có một cái nữa, tức là mỏng do sẹo ở cơ tử cung. Đó. Thì mình nên nhớ rằng là mình phải phân biệt giữa một cái mỏng do nó xâm lấn và mỏng do sẹo. Đó. Thì làm sao để phân biệt? Thì trong cái nhau cài răng lược á, thì cái bờ bánh nhau bằng quang nó trở nên không đều. Ngược lại sẹo á, thì cái bờ nó đều và không có cầu mạch máu. Thì đây là một trường hợp là cái nó vừa lồi bánh nhau vừa mỏng cái cơ, nhưng mình nhìn là không có cái lacun, tức là những cái khuyết trong bánh nhau, không có dầu tưới máu hoặc là những dấu hiệu khác. Thì đây là trường hợp là sẹo và cơ tử cung chứ không phải là nhau cài răng lược. Đây là một trường hợp tương tự như vậy, nó không có những cái lacun, những cái khuyết. Đây là cái cơ và chỗ này là nó không có đều. Còn đây là cơ và cái gì thấy cái mặt này rất là đều. Như vậy đây là sẹo, còn đây là cái chỗ bị nhau cài răng lược. Rồi bây giờ lồi bánh nhau khu trú, bánh nhau nó lồi khu trú. Đó, cái gì thấy rằng là nó lồi một cái điểm lồi khu trú vô ở trong cái bàng quang. Cái đứt đoạn thành bàng quang nó là một cái đường hồi âm dày giữa cái bàng quang và tử cung, nó là dấu hiệu khá là tin cậy. Dấu hiệu này thường đi cùng với dấu hiệu cầu mạch máu. Thì các anh chị thấy rằng là đây là cái đầu em bé, mình làm qua ngã bụng, đây là bánh nhau và đây là bàng quang, thì cái bề mặt của bàng quang nó rất là nhẵn nhụi. Trong trường hợp này thì nó đứt đoạn cho nên cái bề mặt nó gồ ghề. Đó. Như vậy thì
Trường hợp này thì các anh chị thấy làm siêu âm qua ngảm đạo thì cái bánh nhau đây, cái lỗ trong của tử cung đây, cái thành bàng quang đây, thì cái thành bàng quang này các anh chị thấy rằng là chỗ này bình thường và chỗ này nó bị đứt đoạn nè. Đó, đó là chính là cái chỗ đứt đoạn. Rồi. Như vậy thì cái đây là cái mặt nhẵn của cái bàng quang, đúng không? Đây là cơ, đây cái đầu em bé. Và đây là trường hợp mà cái thành bàng quang nó trở nên không đều và nó có dấu hiệu cầu mạch máu, tức là nó tăng tưới máu ở cái mặt ngăn cách giữa cơ tử cung và bàng quang. Các anh chị thấy rằng là đây, cái bờ nó không đều, nó tăng tưới máu. Rồi, cái dấu hiệu cầu mạch máu thì cái sự xâm nhập bất thường của bánh nhau và mạch máu tân sinh thấy ở bề mặt thanh mạc thì kèm theo nó thường kết hợp với cái dấu hiệu đứt đoạn cầu thành bàng quang mình mới thấy. Thì như vậy thì bình thường á, thì mình sẽ thấy rằng là cái thành bàng quang nó nhẵn, ở đây nó có mạch máu đây nhưng không có nhiều. Còn trường hợp này thì nó rất là giàu tưới máu ở cái mặt giữa cái bàng quang và cái bánh nhau. Đó. Các anh chị thấy rằng là nó giàu tưới máu ở cái mặt ngăn cách này rất là rõ, đúng không? Đó. Thì đây là những trường hợp điển hình. Đó. Mình nên để cái thang tốc độ màu khoảng chừng 15 cm/giây, tức là cái velocity scale đó. Các anh chị thấy đây, cái thành bàng quang này nó trở nên không có đều nữa và nó tăng tưới máu. Nhớ nha, mình phải kết hợp nhiều yếu tố. Cái thành bàng quang bình thường nó rất là nhẵn và khi nó trở nên, và cái bàng quang này phải có nước tiểu, phải không? Khi nó trở nên không có đều và nó tăng tưới máu ở cái mặt ngăn cách này thì nó là chính là cái dấu hiệu để chẩn đoán. Cái trường hợp này thì bệnh nhân rất là ít nước tiểu và như vậy thì mình thấy nó giàu tưới máu, nhưng mà rõ ràng là cái này giúp tôi làm những cái ca này lúc tôi chưa có cập nhật, cho nên tôi không có cho bệnh nhân căng nước tiểu, phải không? Cho nên là mình không có, mình chẩn đoán được bệnh lý nhưng mà nó không có được đẹp. Đó, các anh chị thấy rằng là nó tăng tưới máu, đây là một dấu hiệu rất là đặc hiệu để chẩn đoán. Cho nên đừng có quên, và thang tốc độ màu, cái này người ta để 12 cm/giây. Cho nên các anh chị nhớ là mình để gọi chừng quanh quẩn đâu đó thôi, 12 đến 15 cm/giây. Đây là một cái trường hợp nó tăng tưới máu, và như vậy thì nếu mình đo cái PIT nó thường là trên 20 và cái PI nó gần bằng 1. Rồi, người ta ứng dụng thêm cái siêu âm 3D vô thì người ta thấy rằng là chỗ này nó mất clear zone và nó tăng tưới máu rất là nhiều vị trí này. Rồi, đến năm 2021 thì một cái tác giả Đài Loan đưa ra một cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu đường rầy xe lửa, và dấu hiệu này rất là hay. Nó là hai đường mạch máu tân sinh. Dấu hiệu đường rầy xe lửa này nó không phải là tram line, kia là mình gọi là đường sắt, đúng không? Cái clear zone, còn cái này nó gọi là đường rầy xe lửa. Mình nhận diện bằng đốt lên màu, nó chạy phía dưới bánh nhau và dưới niêm mạc bàng quang, và nó có những cái mạch máu vuông góc, thì những cái mạch máu vuông góc đó gọi là cái cầu mạch máu. Rồi, cái dấu hiệu đường rầy xe lửa dương tính thì nguy cơ cao là cái bánh nhau nó xâm lấn. Bánh nhau xâm lấn là nó tương đương với increta hoặc là percreta, còn accreta thì nó chưa gọi là bánh nhau xâm lấn. Cái giá trị tuyên đoán âm của dấu hiệu đường rầy xe lửa là 95%, loại trừ xâm lấn bàng quang. Đó. Thì đây là cái hình vẽ. Thì người ta chia, ông này ông cho ra là có 7 tiếp mạch máu liên quan đến cái nhau cài đặng lược. Cái thứ nhất là tăng tưới máu dưới bánh nhau, đây cái số 1. Cái thứ hai là tăng tưới máu tử cung bàng quang, đây cái số 2. Cái thứ ba là cái cầu mạch máu, tức là nó nối giữa cái dưới bánh nhau và cái dưới cái bàng quang này. Cái thứ tư là mạch máu cấp cho khuyết bánh nhau, là cái đằng này. Cái thứ năm là mạch máu tân sinh phủ trên niêm mạc bàng quang, đây cái niêm mạc bàng quang. Rồi cái mạch máu kết nối tăng tới máu dưới bánh nhau, tăng tới máu tử cung bàng quang, và nó có thể hình thành những cái phình mạch máu, những cái aneurysm. Đây là một cái phình mạch máu. Đó. Rồi. Thì đây là một, mình sẽ có đây là creta, accreta đó là bị cái này, increta nó nặng hơn, và percreta là đang thủng như thế này. Đó, đây là theo cái giả thuyết của tác giả Sinh. Rồi. Và cái dấu hiệu cầu mạch máu thì theo ông này mô tả nó như thế nào?
người ta đây là cái placenta, cái bánh nhau đây, rồi đây là cái niêm mạc bàng quang đây, thì nó tăng tới máu ở cái bề mặt niêm mạc ở cái giữa tử cung và bánh nhau và tử cung, và nó có những cái cầu mạch máu, nó giống như những cái thanh ngang của đường rầy xe lửa. Thì đây là mạch mạch máu ở phía cái niêm mạc bàng quang, à, cái mặt ngăn cách và những cái đường thông nối, và đây nó có cái phần mạch máu luôn. Đó. Thì đây là chưa có reo, không có dấu hiệu đường rầy, là bởi vì nó chỉ có tăng tới máu mặt ngăn cách giữa cái bánh nhau và tử cung thôi, chưa có tới máu dưới niêm mạc, đúng không? Đó. Cái trường hợp này là 30 tuần thì mới chỉ tăng tới máu giữa cái tử cung và bánh nhau thôi. Nhưng đến 33 tuần thì nó có tăng tới máu dưới cái niêm mạc bàng quang và tăng tới máu dưới bánh nhau. Thì trong trường hợp này đến này là có dấu hiệu đường rầy xe lửa. Như vậy cái này nó theo tuổi thai ha. Đó. Người ta tác giả này khuyên là chỉnh cái gen màu thấp để mà thấy, bởi vì gen màu mà nó cao quá là nó mất, cái này gen màu nó cao quá, hai cái trường hợp như gen màu thấp hơn thì mình thấy được. Đó. Đây là một cái trường hợp mà mình cắt ngang cái sẹo thì mình thấy là nó dầu tới máu ở khắp nơi, cả dưới bánh nhau và cả ngay cái giữa cái bàng quang tử cung. Và cái gì thêm nhớ rằng là cái này do hồi đó tôi không có lưu ý đến cái bàng quang, cho nên là bàng quang này không có nước tiểu. Thành ra là cái gì lưu ý là cái bàng quang từ 300 đến 500. Đó. Đây là một cái dấu hiệu đường rầy xe lửa kèm theo một cái phình mạch ở ngay trong cái bánh nhau. Đó. Thì giữa cái có dấu hiệu đường rầy và không nó rất là quan trọng. Người ta thấy rằng là nó liên quan đến cái độ nặng. Tại vì mình có accreta, increta và percreta. Thì nếu mà có cái dấu hiệu này nó dương tính á, thì người ta thấy rằng là rất tỷ lệ rất cao increta và percreta. Còn nếu mà cái dấu hiệu đường rầy này nó âm tính thì cái nhị thí chủ yếu là accreta, còn increta và percreta nó thấp hơn. Và những cái biến chứng nó cũng nhẹ hơn ở cái nhóm mà đường rầy nó âm tính. Rồi. Bây giờ đến quan trọng nhất là cái những cái hồ, những cái khuyết, cái lacun là cái chỗ khuyết. Những cái chỗ khuyết trong bánh nhau có vách không đều và có dòng chảy cuộn xoáy. Thì nó là những cái cấu trúc mạch máu khác thường về kích thước hình dáng bờ không đều. Người ta tạo gọi là hình ảnh mọt gập hoặc là phô mai thụy sĩ, và trong đó nó có dòng chảy cuộn xoáy. Cái này nó rất là quan trọng, bởi vì mình phân biệt với placenta lac, tức là những cái hồ ở trong bánh nhau hình dáng nó tròn đều và dòng chảy chậm, nó không phải là bệnh lý của nhau gầy răng lược. Thì cái khuyết trong bánh nhau này độ nhạy cao nhất ở trong chẩn đoán, thì gia tăng cái số lượng những cái khuyết này thì gia tăng với cái nguy cơ nhau gầy răng lược. Đó, thì người ta thấy rằng là những cái nhau gầy răng lược á, và cho có tối thiểu là đến 4 cái lacun này. Cái dòng chảy cuộn xoáy cần phải được chứng minh bằng Doppler màu, Doppler xung. Thì cái cơ chế hình thành của những cái khuyết này thì các anh chị thấy rằng là bình thường á, là đây là trường hợp bình thường và đây là trường hợp nó bị nhau gầy răng lược. Thì các anh chị thấy rằng là khi mà cái bánh nhau mà nó lấn vào trong cơ như này thì nó sẽ hình thành những cái lacun như này. Đó. Đây là trường hợp bình thường. Và cái hình ảnh mà nó những cái khuyết này á, là nó tạo, người ta dùng cái từ gọi là bất thường mạch máu dạng lốc xoáy. Đây là cái dạng lốc xoáy của cái bất thường mạch máu này. Thì mình phân biệt hai cái này như thế nào? Thì về 2D thì nó gần như nhau, là bởi vì nó hồi âm trống hết, nó là dịch. Thì cái hồ á, là nó dạng nang. Còn cái lacun thì thường á, là nó hình thoi không đều, nó trải dài từ giường bánh nhau. Thì cái hồ đó nó có dòng chảy nhưng mà dòng chảy chậm, dễ dàng đè ép. Cái đè ép này quan trọng, hồ là đè ép được, còn cái lacun tức là cái khuyết là không đè ép được. Rồi, lưu ý là một số trường hợp giữa cái khuyết và cái hồ này nó cùng hiện diện. Thì đây là một trường hợp hồ, đây là cái hồ và đây là cái hồ luôn, nhưng mà nó có những cái trường hợp tức là nó có những cái echogenic cyst, tức là bây giờ mình phân biệt thứ nhất là hồ, thứ hai là những cái nang.
Và thứ ba là cái hồ này với dòng chảy chậm là cái thằng này. Đó, thì cái echogenesis này đó là nó do hậu quả một cái nhồi máu ở trong bánh nhau. Thì nó khác với cái hồ này á, là nó có cái thành hồi âm dày. Đó. Thì đây là một cái hồ, và khi người ta đẻ ép là nó xẹp. Như vậy là mình nhớ là khi mình thấy hồ mình có thể kiểm tra bằng cách đẻ ép đầu giò. Đó. Còn cái này là những cái lacun, đó là những cái khuyết, thì mình đẻ ép nó không có xẹp. Đây là cái hồ. Đó. Thì đây là những cái khuyết và nó sẽ tăng tới máu. À, thì người ta chia ra mức độ là không có lacun, lacun từ 1 đến 3 là độ 1, 4 đến 6 là độ 2 và nhiều là độ 3. Đó, nó giống như cái hình ảnh phô mai Thụy Sĩ. Đó, thì đây là những cái lacun. Đó. Thì người ta cho đốp le vô thì người ta thấy dòng chảy vận tốc cao, cuộn xoáy. Rồi, như vậy thì bước 1 mình sẽ đánh giá như thế nào? Mình coi nhau có bám thấp mặt trước hay không. Dưới 2 cm từ lỗ trong của tử cung gọi là bám thấp, hoặc là nhau tiền đạo cộng với tiền căn mổ lấy thai. Nhưng mà những trường hợp tiền đạo trung tâm thấp thì thông thường mình theo dõi theo thời gian thì nó kéo lên trên. Còn nhau và mình phải theo dõi diễn tiến từ quý 1, quý 2, quý 3. Mình nhận diện cái nhau cài răng lược ngay từ siêu âm quý 1, mình phải coi được, phân biệt được, quan trọng nhất là on the scale hoặc là in the knee, cộng với một cái nghiệm pháp chèn ép đầu giò nó âm tính. Cái thứ hai, nó là PAD là một cái phổ bệnh, nó gồm có accreta, increta và percreta. Cho nên những cái dấu hiệu siêu âm nó không có thể có hết trên tất cả các bệnh nhân, mà có thể có cái này mà không có cái kia. Nhất là cái accreta, nó ít dấu hiệu lắm. Đó. Lưu ý là bàng quang không được trống nước tiểu, đầu giò không được đè ép, trừ khi mình làm cái nghiệm pháp chia tách đến nhau. Mình dùng các nghiệm pháp để nhận biết cái clear zone, trong đó là mình ứng dụng theo cái siêu âm 3D, mà mình phải phân biệt tốt được giữa một cái lacun và một cái lách, và nhận diện được cái dấu hiệu đường rầy xe lửa, bởi vì cái này nó tiên đoán cái nguy cơ bệnh nhân bị increta hoặc percreta. Đó, như vậy mình mô tả là theo cái này là theo chuẩn quốc tế, mình sẽ có 7 dấu hiệu như vậy. Đó, thì có một số tác giả người ta đưa ra cái chỉ số nhau cài răng lược. Ví dụ như một cái sinh mổ lớn hơn bằng 2 lần thì cho 3 điểm. Chỗ khuyết trong bánh nhau nếu mà độ 3 là 3.5, độ 2 là 1. Chỗ tử cung mỏng nhất nếu mà nó dưới 1 là 1, dưới 3 là 0.5 và dưới 5 là 0.25. Cái cầu mạch máu, cái nhau tiền đạo mặt trước là 1 điểm, cầu mạch máu là 0.5. Thì với cái giá trị ngưỡng người ta cộng điểm lại nha. Nếu mà nó được 4 điểm thì cái độ nhạy để chẩn đoán nhau cài răng lược là 87%, chuyên biệt là 77, tiên đoán dương là 72 và tiên đoán âm là 90. Đó, thì hầu hết thai phụ không có bị PAD, tức là không bị nhau cài răng lược, thì không có lacun, và bề dày cơ tử cung mỏng nhất là thường trên 5 mm. Rồi, cảm ơn các vị đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn hai bài giảng của bác sĩ Nguyễn Quang Trọng.